Tớ là Thỏ. Các bạn đang xem cuốn sách của tự nhiên. Quyển sách này viết về thế giới động vật. Và trong mỗi chương, bác Cấu sẽ kể cho các bạn nghe về một người bạn của tớ. Nhanh lên, chúng ta sẽ muộn mất. Bơi sát nhau và đừng để bị lạc. Ngày hôm nay sẽ rất bận rộn. Sẵn sàng lên bờ. Nhanh lên nào. Đi thôi. Có lẽ họ đang nói chuyện về chúng ta. Câu chuyện đó thật thú vị. Họ nói chúng ta thú vị đấy. Bác ấy đâu nhỉ? Bác ấy không có ở đây. Tôi nghĩ hôm nay sẽ có mật ong. Mong là bác ấy đến nhanh. Bác ấy kìa. Bác ấy đã tới. Các bạn đã ở đây cả rồi ư? Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về cuốn sách của tự nhiên. Câu chuyện hôm nay sẽ nói về chó cốc. Leo lên cây đi, hắn sắp tới rồi. Chúng ta phải tìm cách đánh bại sói. Làm thế nào chúng ta làm được chứ? Chúng ta phải tập luyện để khỏe như Hercules. Cậu nói đúng. Tốt lắm. Tốt lắm. Chúng ta sẽ cho sói một bài học. Phải đợi đến khi chúng ta đều khỏe mạnh, mà Snot thì chẳng chịu đến tập. Cậu ấy kìa. Chúng ta chia cậu ấy đi. Tại sao các cậu lại quấy rầy trong khi tớ đang nhặt trứng chim cút? Tớ thích trứng chim cút. Chúng ta đi nhặt đi. Cậu phải đi tập. Cậu béo quá rồi. Tớ không tập đâu. Cậu thấy cậu yếu chưa? Cậu phải tập đi. Cậu biết tớ sẽ làm gì không? Tớ sẽ ăn thật nhiều cho béo, để sói sợ không dám tấn công tớ nữa. Cậu phải nhanh nhẹn và có thể bật nhảy. Thế này thì sao? Các cậu còn gì để nói về hình dáng tớ không? Cậu tưởng nhảy được một chút là khỏe lắm ư?
Chẳng lẽ tớ phải bay trên cây như chim? Tớ sẽ cho cậu thấy lợi ích của việc tập luyện. Cậu thấy có thể làm gì khi vóc dáng cân đối chưa? Như thế này chúng ta sẽ đánh bại được sói. Cậu đi đâu đấy? Tớ đi kiếm thức ăn để trở nên khỏe đẹp hơn. Rồi tớ sẽ ngủ một giấc. Tớ chẳng muốn tập luyện đâu. Để xem chúng ta có thể thuyết phục cậu ấy luyện tập không. Ra đây đi, Snow. Bọn tớ mang dụng cụ đến cho cậu tập luyện này. Thế là được rồi. Nâng mấy hòn đá này là bài tập tốt cho cậu ấy. Dựng xích đu lên. Như thế này sẽ giữ được Snot. Cậu ấy có thể vừa chơi đùa vừa rèn luyện cơ bắp. Được rồi đấy. Mấy thứ này để làm gì vậy? Mình hiểu rồi. Xin chào. Nhìn dáng người tớ này, xem bụng cậu thì có. Cậu có sao không? Ít nhất thì cũng không nghiêm trọng. Điều này cho thấy cách luyện tập của tớ an toàn hơn nhiều. Nếu cậu ấy không tập thì đã bị thương thật rồi. Đúng vậy. Bây giờ quay lại luyện tập. Chúng ta không thể phí thời gian được. Đi thôi. Đồ khoe khoang. Mình chẳng bao giờ hiểu nổi họ. Lần này sói sẽ phải trả giá. Đến giờ ngủ rồi. Cẩn thận, sói kìa. Người không thoát được đâu. Ta sẽ không chạy đi đâu cả. Người dám ư? Quái vật rừng xanh đây. Có chuyện gì thế? Chuyện gì vậy? Oh,
Hắn đi rồi, thấy chưa? Các cậu ra đây được rồi. Tìm được quả trứng cút nào thì mang về nhé. Các cậu thấy việc tập luyện có ích không? Tớ đánh bại sói bằng vóc dáng của tớ. Hy vọng các cậu đã rút ra bài học. Ăn uống đầy đủ còn quan trọng hơn tập luyện. Sói bỏ chạy chỉ là tình cờ. Chắc chắn hắn sẽ quay lại. Lần tiếp theo, mình phải sẵn sàng đối đầu với hắn. Cậu ấy sẽ đánh bại sói. Tớ cũng nghĩ vậy. Thôi đi. Các cậu có cần ồn ào như vậy không? Tớ đang cố ngủ một lúc. Cậu đã may mắn đuổi được sói. Nhưng bây giờ cậu phải luyện tập đi. Tớ không tập đâu. Cậu thấy không? Tớ chưa đủ 100 cân. Tớ cần tăng cân. Những bài tập này làm tớ thấy khỏe ra. Tốt lắm. Kể cả con sói lớn nhất thế giới cũng không bắt nạt chúng ta đâu. Với sức khỏe này, chúng ta sẽ nghiền nát hắn. Có chuyện gì với Kiều vậy? Cậu ấy kìa, chồng cậu ấy không khỏe lắm. Cậu khỏe thật đấy. Cậu phải béo lên mới khỏe được. Chắc cậu nói đúng. Bây giờ uống chút nước, tớ sẽ còn nặng hơn. Nếu gặp sói, cậu sẽ cho hắn biết tay chứ. Hắn không biết sẽ bị ai đánh đâu. Đồng cỏ đầy táo dại, đẹp quá. Cậu đã làm hả? Ừ, như vậy Snow sẽ không phải mất thời gian hái táo nữa. Cậu biết tảng đá kia nặng bao nhiêu cân không? 120 cân. Cậu leo lên trên tảng đá đi. Thêm cái bao nhiêu cân? Khoảng 30 cân. Tốt rồi, 150 cân. Tớ vẫn phải ăn thêm để đạt 200 cân. Tớ biết chỗ có táo dại đấy.
Tại sao cậu không nói sớm? Đi thôi. Snow kìa. Cậu béo gấp đôi rồi. Cậu ấy nặng tới 150 cân. Nhưng cậu đã ở đâu? Bọn tớ tìm cậu khắp nơi. Cậu không đến tập à? Cậu ấy đi với tớ. Cậu ấy không cần những bài tập ngớ ngẩn của các cậu. Chó đâu rồi? Cậu ấy đã tập cả đêm và rung cây lấy số 8 này để cậu ăn cùng bọn tớ. Bây giờ cậu ấy đi câu cá ở hồ rồi. Ít nhất cậu ấy cũng làm được một việc có ích. Ngon thật đấy. Cậu nên ngừng ăn đi, nếu không cậu không đứng dậy nổi đâu. Cậu mà cũng đòi khuyên tớ ư? Tớ mới là người đuổi được sói. Dậy đi. Đến giờ ăn rồi. Đi đi, ta sẽ không đánh ngươi. Ngươi sẽ không đánh ta ư? Ngươi muốn vậy đấy nhé. Nhanh lên, cứu với. Sói đang tấn công Snow. Ôi không. Đi đi. Nhanh lên bao tải mỡ. Người sẽ biết tay ta. Ta ở đây này. Trên này này đồ ngốc. Cảm ơn Downy, cậu đã cứu tớ. Tớ xấu hổ quá. Các cậu nói đúng, tớ xin lỗi.
Tớ hy vọng cậu đã rút ra bài học. Chắc chắn rồi, tớ cần khỏe mạnh như các cậu. Nếu cùng nhau tập luyện, chúng ta sẽ bất khả chiến bại. Đừng quên chúng ta phải đoàn kết, chỉ có vậy chúng ta mới được an toàn. Bây giờ chúng ta hãy tập luyện và biến chất béo thành cơ bắp. Tớ hứa từ giờ sẽ không ăn nhiều nữa, tớ sẽ không bao giờ bỏ tập. Chúng ta đi thôi. Lần lượt nhé. Đến lượt cậu đấy. Chó cốc được phân loại thế nào trong vương quốc động vật? Chó cốc là một giống chó. Chúng là động vật có vú, thuộc bộ ăn thịt họ Canidae. Có bao nhiêu loài chó cốc và chúng sống ở đâu? Chó săn mồi, chúng đều mang đặc điểm có bộ lông xoăn. Chúng sống như thế nào? Mặc dù có nguồn gốc là chó săn, nhưng hiện nay chó cốc thường được nuôi làm bạn vì chúng rất đẹp và dễ thương. Chúng di chuyển như thế nào? Chó cốc là loài vật dẻo dai và có sức bền tốt. Do không có thân hình to để đi săn và tìm đường xuyên qua những tầng cây thấp. Chúng thường ăn gì? Chó cốc ăn bất kỳ thứ gì con người ăn được. Chúng thích nhất là thịt, rau và các loại hạt. Chúng tự vệ như thế nào? Chúng là động vật nhanh nhẹn, ưa đùa nghịch. Khi bị tấn công, chúng sẽ tự vệ bằng cách chạy trốn. Chúng có mối quan hệ thế nào với con người? Rất tốt. Theo những người yêu chó, thì không giống chó nào dễ thương và đáng yêu hơn chó cốc. Chúng cũng rất thông minh, tinh nghịch, tốt bụng. Chúng còn rất trung thành, nên có thể làm chó giữ nhà rất tốt. Chúng có thể sống trong thành phố không? Có chứ. Chúng là một trong số những loài thích nghi rất dễ dàng với cuộc sống đô thị. Các bạn đã rút ra bài học gì rồi? Nếu bạn luôn chịu bản thân, chính bạn sẽ gặp nhiều rắc rối đấy. Nhìn ai đang đến kìa.